Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Quế, 40 tuổi, trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an thành phố Vinh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều bị hại về việc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, công an thành phố Vinh bắt giữ đối tượng gây ra các vụ lừa đảo trên là Trương Văn Quế. Quế là đối tượng từng có số tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàn trữ trái phép chất ma túy. Do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên Quế nảy sinh ý định lừa đảo. Quế tạo các nick ảo trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, rồi tìm kiếm các hội nhóm phụ nữ đơn thân đã ly hôn trên mạng xã hội để kết bạn và làm quen. Khi bị hại tin tưởng, Quế liền vay tiền với lý do thanh toán phí chuyển tiền để nhận ngoại tệ ở nước ngoài về Việt Nam. Sau khi bị hại chuyển tiền thì Quế liền chặn liên lạc và bỏ trốn với thủ đoạn đó quế đã lừa rất nhiều phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng